Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Vạn Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in cảm nhiệt để bàn của hãng Honeywell, có model đó là TC42D. Thì đây là một dòng máy in, các bạn có thể thấy là nó rất là nhỏ gọn, tại vì đây là dòng máy in mà chỉ có trang bị đó là in cảm nhiệt, đó là in nhiệt trực tiếp. Thì nó được ứng dụng rất là nhiều ở trong logistics hoặc là trong các shop bán hàng online. Nhưng mình có thể là in những cái mã bán đơn để bán trên Shopee, Lazada, Tiki, Sendor hoặc là những cái trang thương mại điện tử, hoặc là có thể là ứng dụng trong việc in ấn ở trong những cửa hàng thực phẩm. Mình in ra những cái content nhãn hàng sử dụng hoặc là thông tin sản phẩm hoặc là trên nhận giá lên những cái sản phẩm. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em tìm hiểu kỹ hơn về cái chiếc máy này. Thì đây là dòng máy Honeywell PC42D mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì đây là dòng máy in nhiệt trực tiếp nha mọi người, hay còn gọi là in trên giấy để can cảm nhiệt. Thì mọi người cùng nhìn qua một vòng ha. Tại vì do nó tối ưu được cái phần mực nên thành ra mình có thể thấy là chiếc máy khá là nhỏ gọn. Đây là dòng để bạc, rất là nhỏ gọn ha, nhỏ gọn hơn so với những cái chiếc máy in mạ vật trong vùng khác. Đây em sẽ mở ra cho mọi người xem ha. Người xung quanh thì đây là cái khu vực để mình có thể lắp giấy này, lắp đặt giấy này, kéo ra kéo vào lắp đặt giấy này. Phía trên này là phần đầu in. Thì đây là dòng máy có đầu in, có độ rộng của đầu in nó là 100mm, 104mm tương ứng với L4 in. Độ phân giải của nó đó là 203 dpi, cho mọi người. Tốc độ in tối đa của nó thì 4 in lên 1 giây. Nó mọi người có thể nhìn sơ qua trong khu vực này có thể là điện được cuộn giấy là 50m. Đó. Máy như thế này là đầu in rồi trục vô lơ, mọi thứ được tông màu đen thôi. Đó, mình nhấn xuống, nó đi lại. Đặc biệt có một cái là các bạn có thể là nhìn phía sau này ha, thì phía sau này em sẽ giới thiệu cho mọi người, đó là cổng kết nối của máy. Này, mọi người có thể thấy là cổng kết nối của máy này. Đây là cái cổng đầu tiên là nó có là nguồn này, USB hot này, USB này, RS232 này, đặc biệt là có cổng LAN. Thì nếu như các bạn chọn cái bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cái cổng LAN này. Còn nếu mà các bạn muốn ứng dụng để mình sử dụng là nhiều máy tính có thể cùng in một lúc, thì các bạn có thể là chọn phiên bản có cổng LAN nha. Còn nếu mà cổng tiêu chuẩn là không có nha mọi người, nên lúc mà mua thì tùy theo nhu cầu thì mình chú ý để mình chọn cái dòng, chọn những phiên bản mà nó phù hợp. Đối với dòng PC42D này thì có các phiên bản khác nhau thì để cho mình chọn ha. Nó sẽ có một số cái cổng kết nối như vậy. Thì bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu, thì em sẽ tiến hành đó là in thử cho mọi người xem về cái khả năng tốc độ in cũng như là cái độ sắc nét của cái dòng máy này. Thì mình ra đây, mọi người có thể thấy tốc độ in ra của em là em in ra 245 content, rất là nhanh ha, chạy ra khá là nhanh. Những cái nét chữ này, độ phân giải của nó là 203 dpi, nhưng mà những nét chữ của nó này đây cũng rất là rõ ràng ha. Nét chữ được đánh giá thì khá là rõ ràng này, mọi người có thể xem mã vạch này, mã vạch QR code hoặc là mã vạch 1D cũng rất là rõ ràng. Mình có thể là sử dụng và thiết kế những content phù hợp với lại theo những cái thông số của mình cần hoặc là những cái nội dung mà mình cần để mình tiến hành in. Đặc biệt thì em đang sử dụng giấy đó là giấy mắc nha mọi người, giấy vỉ đem ở dưới. Ngoài ra mình có thể là sử dụng giấy gáp hoặc là giấy continue, giấy liên tục để mình cũng có thể in. Nó cũng có thể là in nhiều cái chất loại giấy khác nhau. À, tiến hành em sẽ in thêm cho mọi người xem một vài con nữa ha, để mình có thể là nhìn trực quan về khả năng in ấn cũng như là cái tốc độ in của nó. Mọi người có thể thấy không? Lúc mà em bấm enter để lên in xuống thì nó nhận là in liền và nó tiến hành in liền khá là nhanh. Tốc độ in cũng rất là nhanh. Tốc độ in này mình có thể điều chỉnh ha, điều chỉnh nhân lên hoặc giảm xuống. Cái tốc độ in tối đa của nó là 4 in trên 1 giây, tương đương là 104mm trên 1 giây đó. Tốc độ in như vậy cũng khá là lớn này ha. Một ngày mình có thể đáp ứng được cho mình có thể là in được số lượng tên mà mình cần mong muốn. Mọi người có thể sơ qua những cái dòng máy này. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cũng một số tính năng cũng như là thử cho mọi người xem về cái khả năng vận hành cũng như là cái tốc độ in và cái độ sắc nét của cái dòng máy Honeywell PC42D này. Thì nếu như mọi người là cần tìm hiểu thêm về những dòng máy mạ vạch hoặc là cần về đề can giấy mực thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mạ Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.